ra tới lỗ lớn rồi các bạn ơi. Rồi, tạm biệt với Thanh nha. Nãy là mình đang ở xã Tân Tiến hay Quả Tiến vậy đó các bạn. Giờ mình ra chị Thanh là mình đi về Gò Quao các bạn ơi. Chạy trên đường về Gò Quao ha. Cái Tư, hồi đó là phà Cái Tư các bạn, bây giờ là nó có cây cầu rồi. Nó đi đây là về Gò Quao, đi Kiên Giang, từ Vĩnh Thanh đi Kiên Giang á, đi đường Gò Quao đi qua phà Cái Tư này nè. Quê cũng đẹp lắm á, để dừng dừng lại trên cầu chút coi. Hồi đó đây có cái phà các bạn, xong này nè. Giờ hết rồi, có cầu hết rồi. Chào bà con, chào các bạn. Bây giờ đang đợi Viettel nó lại nó lấy hàng các bạn ơi. Lại em Viettel ra lấy hàng. Hôm nay thì được 3 to các bạn. 3 to nữa đi. Mấy anh chị cần thì để cho mấy anh chị. Đó. 3 to. Thì cái giá cả thì mỗi thời điểm nó khác nhau nha các bạn, không giống nhau được nha. Thuốc mà nó lên xuống từng ngày á, bây giờ cái tình hình là nó lên không các bạn ơi, nó không có sốt. Này đang ở thị xã nha, xã Long Mỹ, đợi con bé Viettel nó bên Viettel đó nó đi gửi tiền ngân hàng rồi nó em nó về rồi mình lại mình gửi. Đang uống cà phê đại. Ba to nha. Rồi. Xin chào bà con, chào các bạn. Bây giờ em đang đi là cái trên cái đường là lên Kinh Năm của Hậu Giang Vị Thanh á, Vị Thanh á. Là ở đây là khu này là khu trại giam Kinh Năm à. Là cái cô ở bên đây điện qua bên đây thì cái cô này nuôi cũng ít rồi bà con. Em qua em cũng cho thuốc thôi chứ em cũng không có vô chích nè, nuôi có vài con thôi rồi. Ở bên đây thì hiện tại giờ nó đang bị cái vấn đề là nó bị con heo mà nó bị liệt á, bị liệt ở phía sau á, hai chân sau bà con, nó liệt nhiều chỗ bị lắm. Vài tiếng sau á nó chúng giờ máy mà nó liệt hai giờ sau. Thì cái đó là cái cô đó bà nói vậy, cổ nói vậy cho mình nghe. Nhưng thật sự là nó bị thiếu canxi bà con ơi, nó gùng cơ dữ lắm, nó thiếu canxi. Em qua không có vô chích, em cũng có quay cho bà con coi, nhưng mà mình đã đưa thuốc rồi. Ở phía xa ở dưới đó là trại giam nằm ở dưới đó đó bà con. Em chạy trên đường này là cái khu này là nhà cán bộ. Giam thì nằm ở dưới đó. Thì cái cách duy nhất là mình phải bổ sung canxi cho nó thường xuyên. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta thì ít có trường hợp bị thiếu canxi lắm. Đa số là heo nái mà sao mà trường hợp này thì hủ là nó bị ngay trong cái con heo tơ. Đó là
để ra tới lộ lớn xe nhiều lắm.